Ok, vào vào BB. Ok, ok, ok. Rồi, ở đây. Đó. Ui. Hên quá kịp. Dạ. Bắn ỉa không? Gì nhanh gì anh, mới có 50 giây. Gì đó. chết dở rồi. 50 giây được rồi. Đăng clip. Ủa sao cái chỗ này nó đi lên vậy? Nó sao đây? À vô. Tiếp tục trận đấu. Hey. Đâu rồi? Ui, hồi tưởng chưa kìa. Ui. Ai. Ui. Ui, một combo mạnh dữ. Xong ha. Ok, 4 phút cũng được anh. Thì 4 phút kìa, 10 phút chứ. Anh muốn 10 phút nữa. Ok. Rồi dạ, tiếp 4 phút. Luyện trình lên cho nó mạnh lên. Để về sau sánh vàng với cơ. Thì sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Rồi. Dạ. Bé lái nè. Dạ. Ui, hút máu. Máu ghê dữ anh. Phải để dính chiều được, hút máu ghê quá.
Ui, chết rõ rồi. Thôi chết kịp. Ai chà, ui, chẳng này anh chen. Đúng rồi, chẳng này anh chen đánh căng quá. Hút hút một hút máu luôn. Ghê gớm thì chưa. Có gì đâu. Tại em, tại em dùng thắng mà. Tại em dùng cái vòng nó ớp quá. Gì đâu. Cái chiêu nó nét không được. Anh có chiếc vòng anh thử anh dùng chiêu em né được không anh? Rồi xài quen quen em. Dĩ nè, dĩ nè. Ừ, anh sợ chưa? Đừng vô đây nữa. Ôi 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 ôi. Ôi xong. Em quýt nữa. Em đứng im nè anh. Tới đây. Chết dở rồi, sao không chết? Lò dễ ăn. Vừa mới nói với câu. À, anh thấy sao anh chị em? Thấy em mạnh mẽ chưa? Vậy cứ quýnh đi, cứ quýnh từ từ đi. Mọi người không còn hỏi em là hắc phế nữa, gọi là hắc phế. Phế? À kìa. Phế em là hắc phế rồi. Em là giờ là hắc phế rồi. Gì vậy? Chạy chạy chạy. Chết luôn. À, ai ạ? Yes. Ui. Rồi đó, con làm đâu. À, xong ha. Lý là gì, ngũ hồn gì, yếu gì. Mạnh mẽ lên chứ anh. Ngũ hồn yếu gì. Đánh dậy được rồi. Ngũ hồn anh phải mạnh mẽ hơn xíu nữa.